rất hân hạnh được gửi lời chào đến quý khán giả đang theo dõi chương trình Cơ hội cho bệnh nhân nghèo. Chương trình do Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Thành phố Hồ Chí Minh và Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp thực hiện. Quý khán giả thân mến, trong hành trình nhân ái của mình, Hội tiếp tục thực hiện sứ mệnh vừa là điểm tựa cho bệnh nhân nghèo, vừa là điểm hẹn của những tấm lòng nhân ái. Và nhịp cầu yêu thương ấy đã kết nối các tấm lòng vàng tin tưởng và sẻ chia nhiều hơn đến các bà con nghèo thông qua các chương trình nhân ái trọng điểm, góp phần vào sự phát triển chung của xã hội. Những tâm huyết, sự nỗ lực vận động bền bỉ và kết quả đáng trân trọng mà Hội ghi nhận được trong suốt 27 năm qua, đó không chỉ là sự khẳng định cho hiệu quả của các chương trình trọng điểm, mà còn là lời tri ân đến những các cấp lãnh đạo, nhà tài trợ và đội ngũ y bác sĩ nhân ái luôn quan tâm đồng hành cùng Hội, hết lòng cứu giúp bệnh nhân nghèo, bà con khó khăn. Để hiểu rõ hơn về hành trình đáng quý này, mời quý vị khán giả cùng theo dõi chương trình ngay sau đây. Những tháng ngày qua, đội ngũ y bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch dù phải đối diện với muôn vàn khó khăn, thậm chí là ranh giới sinh tử, nhưng những chiến sĩ áo trắng vẫn không chùn bước, nản lòng mà ngày đêm túc trực tại những bệnh viện dã chiến, đồng lòng cùng nhau đẩy lùi dịch bệnh. Thấu hiểu nỗi vất vả của các y bác sĩ ngày ngày làm nhiệm vụ trong môi trường khắc nghiệt và nhiều nguy hiểm, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Thành phố Hồ Chí Minh đã vận động các doanh nghiệp trong và ngoài nước chung tay tham gia chống dịch, góp sức với đội ngũ y bác sĩ tuyến đầu tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh. Sau hơn 3 tháng, cả hiện vật và hiện kim mà Hội nhận được lên đến hơn 30 tỷ đồng. Qua đó, Hội đã trao tặng 2 xe cứu thương, 109 máy thở oxy dòng cao HFNC, 12 máy thở xâm nhập đặt nội khí quản, 127 máy bơm tim điện tự động, 27 máy truyền dịch tự động, 27 máy hút dịch tự động, 50 bộ máy theo dõi bệnh nhân 5 thông số, hơn 180.000 khẩu trang N95, 30.000 bộ đồ phòng hộ và một số trang thiết bị, vật tư y tế khác cùng nhiều nhu yếu phẩm để giúp các bệnh viện ở Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, An Giang và Bình Dương cùng bà con khó khăn trong khu vực cách ly, phong tỏa. Nhiều năm qua, đội ngũ y bác sĩ bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đã luôn đồng hành cùng Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, cứu sống hàng ngàn trẻ em bệnh tim bẩm sinh. Đến nay, dịch bệnh bùng phát, đội ngũ y bác sĩ tại đây vẫn tiếp tục thực hiện trách nhiệm chữa trị cứu người, kiên cường vượt qua khó khăn, chung sức chung lòng cùng Thành phố Hồ Chí Minh gồng mình chống dịch. Sẻ chia với những chiến sĩ áo trắng, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Thành phố Hồ Chí Minh đã cùng các nhà tài trợ là tập đoàn Novaland, công ty Daiichi Life Việt Nam, gia đình anh Trần Ngọc Phú, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Dược Thuận Gia, công ty cổ phần dược phẩm Việt Hà và các nhà hảo tâm khác đã trao tặng cho đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh một máy thở oxy VE300, 4.000 khẩu trang N95, 2.000 bộ đồ phòng hộ với tổng trị giá lên đến 600 triệu đồng. Món quà trao tay đã gửi gắm biết bao tấm chân tình của Hội và các nhà hảo tâm, với hy vọng sẽ là niềm động viên tinh thần, là động lực để đội ngũ y bác sĩ vững tin, vững lòng thực hiện nhiệm vụ nơi tiền tuyến, góp sức vào công cuộc đẩy lùi dịch bệnh, đưa cuộc sống sớm trở lại bình thường.
công ty của chúng tôi là phân phối dược phẩm, thì nói chung là chăm sóc sức khỏe của cộng đồng. Thành ra trong cái thời điểm dịch bệnh này thì cũng mong muốn là góp sức với các bác sĩ, dù là một phần nhỏ, để mà giúp đỡ cho cộng đồng, cho mau, với một cái ước mong là cho dịch bệnh mau qua khỏi, cho thành phố của chúng ta trở lại trạng thái bình thường. Nhiều năm qua, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành điểm tựa của biết bao trẻ em có số phận không may, cứu sống hàng ngàn trẻ em bệnh tim bẩm sinh, giúp cho hàng trăm bệnh nhi ung thư có cơ hội duy trì thời gian điều trị. Giờ đây, khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát mạnh, đối diện với những đau thương mất mát, Hội càng thêm xót xa và trăn trở cho những hoàn cảnh trẻ mồ côi bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Vừa qua, thật ấm lòng biết bao khi Đài Chi Lai Việt Nam đã tài trợ 1 tỷ đồng cho Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm 500 triệu đồng nhằm giúp đỡ cho bệnh nhi ung thư, trẻ em mồ côi bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh, cùng 3 máy thở và vật tư y tế trị giá 500 triệu đồng cho lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch tại các tỉnh Bình Dương, Long An và Tiền Giang. Là doanh nghiệp luôn có nhiều hoạt động sẻ chia cùng cộng đồng, Công ty Bảo hiểm Nhân Thọ Daiichi Việt Nam đã đồng hành cùng hội lan tỏa tinh thần, kết nối triệu yêu thương, chung tay đẩy lùi COVID-19. Với hy vọng, thành phố Hồ Chí Minh sẽ sớm vượt qua mọi khó khăn thử thách, khôi phục kinh tế, người dân được trở lại cuộc sống bình thường mới. Từ cái giai đoạn mà bị COVID trong vòng 3-4 tháng gần nay thì đã có rất là nhiều hoạt động hỗ trợ cho tất cả cộng đồng, khách hàng cũng như nhân viên, làm sao mà một phần nào đó đóng góp cho xã hội để giảm thiểu được những cái sự mà tàn phá, những cái sự mà khó khăn gây ra bởi dịch bệnh COVID này. Trong những lúc khó khăn này là những lúc mà chúng ta cần phải chia sẻ lại cho cộng đồng, thì chúng tôi cảm thấy hoạt động này cảm thấy rất là ý nghĩa. Cũng nhân dịp hôm nay thì phải cảm ơn cái hội bảo trợ bệnh nhân nghèo rất nhiều. Thông qua hoạt động của hội đã giúp công ty chúng tôi cũng như quỹ Vì Cuộc Sống Thì Đã chúng tôi có thể làm được những việc tốt này. Nhiều năm qua, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo thành phố Hồ Chí Minh vẫn luôn nhận được sự tin tưởng, đồng hành từ những tấm lòng hảo tâm, các mạnh thường quân trong và ngoài nước. Vừa qua, Hội đã vinh dự đón tiếp ông Ngô Hùng Phương, Tổng Giám đốc DSC Việt Nam, đến thăm và trao tặng 204.500.000 đồng để mua 1.000 bộ đồ phòng hộ cấp 3, gồm 7 món, quần áo nón liền nhau, bao chân, khẩu trang N95, găng tay y tế, kính chống giọt bắn, 2.000 khẩu trang N95 3M9001, 2.000 găng tay y tế để giúp cho Bệnh viện Nguyễn Trãi và Ủy ban Nhân dân quận 6 cho các bác sĩ và những người tham gia tuyến đầu chống dịch. Trách nhiệm về cộng đồng là một trong năm cái giá trị của trong cốt lõi của công ty. Toàn thể nhân viên công ty đều cảm nhận sâu sắc khi mà mình có một cái công việc tốt. Một phần trách nhiệm của mình là phải đóng góp về cộng đồng. Hầu như những cái hoạt động mà về thiện nguyện đó là công ty làm việc với Bình Hội. Ở đây là một cái tổ chức rất là tốt, rất là uy tín từ trước đến giờ rồi. Cái này là công sức đóng góp của tất cả nhân viên trong công ty đó. Thành ra mình thấy là vui, thấy là mình có thể đóng góp một phần cho cái nỗ lực chung của bên Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo và của tất cả thành phố. Bên cạnh đó, trong tháng 9 vừa qua, khi biết tin bếp ăn từ thiện của chi hội Nhân Hòa, trực thuộc Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo thành phố Hồ Chí Minh đang cần trợ giúp lương thực, thực phẩm, chị Lê Thị Hiền Lương, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Kim Đức đã tiếp tục ủng hộ thêm 6 tấn gạo. Anh Trần Ngọc Phú và gia đình cũng tiếp tục chung tay ủng hộ thêm 4 tấn gạo để có thêm hàng ngàn suất cơm miễn phí tặng cho bà con nghèo và đội ngũ y bác sĩ tuyến đầu chống dịch. Ngoài ra, anh Phú và gia đình còn tặng thêm một máy thở vận chuyển oxy VE300 là dòng máy thở sản xuất tại Đức, cho phép thở xâm lấn và không xâm lấn. Đặc biệt dùng cho xe cứu thương trị giá 227 triệu đồng,
Món quà của anh và gia đình rất ý nghĩa, cứu giúp nhiều bệnh nhân F0 nặng cấp cứu kịp thời và được cứu sống. Vừa qua, Hội còn nhận được nghĩa cử cao đẹp từ một nhà tài trợ ẩn danh đã ủng hộ 10 bộ máy vi tính giúp Bệnh viện Nhi đồng thành phố có thêm thiết bị phục vụ công tác điều trị bệnh nhân COVID-19. Đặc biệt hơn nữa chính là những tình cảm quý báu của anh chị em, bạn bè thân hữu đã chung tay góp sức với tổng số tiền ủng hộ lên đến 150 triệu đồng. Hội đã đại diện cho những tấm lòng hảo tâm trao tặng cho Ủy ban Nhân dân quận Tân Bình 300 bộ đồ phòng hộ cấp 3 và 50 trẻ em mồ côi cha mẹ do dịch bệnh COVID-19. Mỗi cháu sẽ nhận được 1 triệu đồng. Dường như trong những lúc nguy khó, tình người lại càng thêm ấm áp bởi những vòng tay nhân ái luôn sẵn lòng rộng mở. Khi dịch bệnh bước vào giai đoạn cao điểm, cũng là lúc khó khăn nhất về kinh tế. Tuy vậy, những doanh nhân là thành viên của chi hội Thiện Nhân, trực thuộc Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo thành phố Hồ Chí Minh vẫn hết lòng để cứu trợ hàng chục tấn gạo, nhu yếu phẩm, bình oxy và thuốc điều trị cho hàng chục trẻ em mồ côi tại các mái ấm, nhà mở, người khuyết tật, người lao động nghèo, các hộ dân nhập cư, hộ dân sống ở bờ kè và các bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS tại một số quận huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Trong tháng 9 vừa qua, bà con ấp Cồn Cù, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh đã ấm lòng hơn khi nhận được món quà ý nghĩa từ chi hội Thiện Nhân. Cây cầu kênh số 4 với tổng kinh phí xây dựng 120 triệu đồng đã được khánh thành. Từ nay, bà con nơi đây đã có thể an tâm vào mỗi mùa mưa lũ. Sớm ấp không còn bị cô lập, bà con có thể thông thương an toàn, thuận tiện, trẻ nhỏ có thể đến trường. Qua mỗi kỳ phát sóng chương trình, chúng ta lại cùng nhau gắn kết nhịp cầu yêu thương và lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp đến với mọi người để tạo nên nguồn năng lượng cộng hưởng tích cực ấy, không thể thiếu sự tin tưởng, đóng góp từ các nhà tài trợ giàu lòng nhân ái đã cùng hội mang đến sự đổi thay tốt đẹp cho bao số phận nghèo khó, bệnh tật. Để cảm nhận đầy đủ hơn về hành trình đáng quý này, mời quý khán giả cùng theo dõi ngay sau đây. Bệnh viện thì cũng rất là hoan nghênh cũng như rất là vui mừng khi có những cái tổ chức, nhất là như ví dụ như là Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo đến hỗ trợ những cái vật tư y tế tiêu hao, những cái thiết bị hỗ trợ cho cái chuyện về chống dịch này, thì là những cái sự hỗ trợ thiết thực này nó cũng là thứ nhất là nó góp phần một cái nguồn lực đáng kể cho bệnh viện trong cái chuyện chống lại đại dịch, và thứ hai nó cũng là một cái có ý nghĩa về mặt tinh thần, giúp động viên tinh thần của những cái bác sĩ ở tuyến đầu. Quý khán giả thân mến, qua mỗi kỳ phát sóng chắc hẳn quý khán giả cũng phần nào hiểu và yêu quý hành trình nhân ái mà hội, những tấm lòng vàng cùng nhau gắn kết, lan tỏa mỗi ngày đúng không ạ? Emmy tin rằng sự cho đi dù nhỏ thôi vẫn không bao giờ lãng phí cả. Tất cả sẽ tạo nên nguồn năng lượng yêu thương tích cực mang đến những điều kỳ diệu cho cuộc sống xung quanh ta ngày càng tốt đẹp hơn. Đó là khi một bệnh nhân nghèo hoàn toàn bình phục, thoát khỏi bệnh tật đeo bám nhờ sự giúp đỡ kịp thời của những tấm lòng nhân ái gần xa. Một lần nữa rất cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Thân ái chào tạm biệt.